Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hệ thống Hiếu Thành Phát. Hôm nay Liễu đang đứng tại cửa hàng xe máy Hiếu Thành Phát, được nằm tại khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nằm ngay trên đường quốc lộ 14 luôn nha các bạn. Thì hôm nay là Liễu sẽ review chúng ta về hai em xe hiện tại có mặt tại cửa hàng của Liễu và khá là mới. Đó là em Supra GTR và em Raider. Thì Raider, dòng Raider thì hôm nay ở Việt Nam mình mới ra được ba phiên bản màu mới, đó là màu xanh mờ, màu đỏ đen và màu xanh đen cam đấy các bạn. Đây. Thì hôm nay là Liễu, đây là mẫu của team 2021 nha các bạn. Thì hôm nay Liễu sẽ làm ra mắt cho các bạn em này luôn. Thì em này là mới về cửa hàng Liễu là ngày hôm qua. Mà hôm qua chủ nhật thì đông khách quá đi không, Liễu không có thời gian để review cho chúng ta. Thì hôm nay Liễu đưa em nó lên luôn cho nó nóng hổi ha. Đây. Về phần máy móc thì nó không có gì thay đổi so với phiên bản cũ hết, chỉ thay đổi số đó là phần tem thôi các bạn. Nên nay Liễu sẽ review tem chi tiết cho chúng ta cùng nhau tham khảo ha, để chúng ta xem được là em nó có gì đặc biệt và mới hơn ha. Đầu tiên là Liễu sẽ review phần đầu xe trước đi ha. Là nó vẫn giữ là ở đây là màu, gọi là màu xanh xanh này, gọi nó gọi là màu xanh xi măng đó các bạn, hoặc là xanh da trời tùy vào cách gọi của các bạn ha. Đây, và có cái logo của Suzuki này các bạn. Đây, và phần tem hai bên hông thế này là được kết hợp giữa là màu xanh và màu cam như thế này. Đây, các chữ hyper carbon là màu trắng như thế này. Đây, ok. Và chiếc xe đều là phần mông của xe, mông của xe nó sẽ là màu dạng như kiểu là màu cam đồng đó các bạn, màu vàng đồng cam đồng, nó không có được tươi cho lắm tại vì hôm qua Liễu còn có một khách cậu có lên là sở hữu tên em này về rồi, là hôm qua là vừa về luôn á, là cái bạn đó là hình thử em này mang về luôn á, thì là có nói là cái phần mông của nó là nó hơi trầm một chút, không có được tươi sáng cho lắm, thì Liễu cũng thấy vậy, nhưng mà đi với xe thì Liễu cũng thấy rất là hợp ha. Là mâm xin của nó sẽ là mâm vàng đồng. Tiếp theo là về phần tem này các bạn. Đây, còn tem bên này so với phiên bản cũ nó sẽ là bản Suzuki khá lớn hơn này, thì thay vào đó là cái tem mới này nó sẽ là có chữ Raider rất là lớn ở chỗ này. Đây, Raider là 150. Đây là được sự phối màu rất là tinh tế luôn các bạn, ở nhà sản xuất phối màu rất là tinh tế luôn, rất là phong cách. Thì cái tem mới này thì Liễu đang thấy là nó càng tăng thêm cho con xe của chúng ta thêm là thực sự phong cách hơn, mạnh mẽ hơn, thể thao hơn ha, rất là độc và lạ luôn. Đây, cái chữ Raider thường thì Liễu thấy là màu cam với lại màu xanh kết hợp với nhau rất là nổi bật luôn các bạn, tại vì màu xanh là cái màu tông chủ yếu về dạng tông mát, màu cam và tông nóng, nó được kết hợp với nhau rất là nổi bật của hai cái màu xe này lên ha. Ok, đó là phần tem của xe, để các bạn quan sát lại một lần nữa nè. Đó, ok. Thì em này mới về, mặc dù là mới về nhưng mà giá bán cũng không hề chát đâu các bạn, rất là mềm luôn. Hiện tại bên cửa hàng Liễu đang bán với em này với giá là 48 triệu đồng, chưa bao gồm phí lăn bánh. Bạn nào có hẹn nào inbox trực tiếp cho Liễu thì sẽ báo giá lăn bánh cho chúng ta luôn ha. Và hiện tại cái dòng này chỉ về được có 3 chiếc thôi, và thực chất đây người ta chỉ sản xuất có 3 màu thôi các bạn, 3 màu thôi, không có màu xanh GB nha các bạn. Có một số bạn hỏi là có về màu xanh GB không, thì hiện tại là cửa hàng Liễu không có về màu xanh GB nha. Ok. Đó. Với dòng em này thì nên Liễu có bán trả góp rồi nhá. Hồ sơ trả bạn này với em này thì có thể trả trước cho bạn Liễu được tầm khoảng 10 triệu tới 11 triệu trở lên là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi ha. Tiếp theo là chúng ta có em này, Supra GTR. Trước giờ thì bên cửa hàng Liễu cũng có review về màu zin của em nó thôi. Hôm nay là vừa mới up xong em này lên hồi chiều nay. Đây, Liễu đã cho em ấy lên sóng luôn ha. Đó là màu này là gọi màu trắng cam đỏ đen Repsol. Nó em này trên xe nó có 4 màu luôn đó các bạn. Đó. Thì hầu như là màu Repsol cửa hàng Liễu trước giờ là có độ lên, như là dòng Sonic này, Sachi này, Rider cũng có độ lên rồi, mà dòng Supra GTR thì chưa. Thì hôm nay là rồi em này xong thì cho lên luôn ha. Ê, phần đầu xe này các bạn, Repsol này, có chữ Repsol quyền của cái bản tem này luôn ha, và trắng cam đỏ này. Đây, về cái phần đầu xe thôi Liễu cảm thấy là có một sức hút rất là mạnh rồi ha. Đúng là bản màu Repsol nó khác, như cái phần về trước cũng được đánh dấu là bản Repsol đây các bạn. Bản màu cam là màu chủ đạo ha. Phía trước này luôn, rất là đẹp. Khi nhìn trực diện vô thấy em xe thì rất là phong cách, rất là lạ ha. Màu thực chất rất là lạ. Bởi vì thường thì tôi thấy là ở cái bản màu của màu zin của GTR á thì cái màu nó không có được nổi bật cho lắm. Ví dụ như là màu đỏ nhám này hoặc là màu đen nhám. Tại vì nó không có được nổi bật nhiều cho lắm nên là bên Liễu đã up màu lên để cho nó khác lạ một chút. Đây các bạn, về phần bên hông này, thì bên hông thấy không? Cái chữ Repsol này khá là lớn phía bên này. Và dưới này là một số chi tiết nhỏ phía dưới này, và được tông màu chủ đạo sẽ là màu cam ở dưới này. Đây, thường thì Liễu thấy là màu trắng với màu cam luôn được kết hợp với nhau sẽ thấy rất là đẹp, làm nổi bật lên con xe của chúng ta, nổi bật cái tem của nó lên á, làm chữ tem này lên này ha. Hiện
tại giờ bên này, em này bên cửa hàng Liễu đang bán với giá là 52.500.000 đồng cho một vòng phi lăn bánh. Bạn nào ở huyện nào tỉnh nào inbox trực tiếp cho Liễu đi, thì sẽ báo giá lăn bánh cho chúng ta luôn nha. Với em này thì bên Liễu có bán trả góp nữa. Em này á, bên này có thể trả trước cho bên Liễu được tầm khoảng 11 triệu, 11 triệu trở lên là được rồi. Có khả năng mình có thể trả hơn ha. Hồ sơ trả góp thì đơn giản lắm các bạn ơi. Còn chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Bản gốc nha các bạn, từng bản photo thì mình có thấy là chỉ có một mình ngân hàng FE làm được thôi, còn những ngân hàng khác người ta không có làm bản photo đâu. Nói chung là mình cứ chuẩn bị cho mình bản gốc đi, mình chỉ sẽ dễ đầu hồ sơ hơn ha. Ngoài ra bên cửa hàng Liệu có thu lại xe cũ của các bạn nữa để chúng ta đến em mới. Bạn nào mà muốn kiểu như là muốn đổi xe có thể mang xe cũ qua đây, bên Liệu có thu lại để bán những em mới xe này ra ha. Bên cửa hàng Liệu hiện tại là có liên kết với 4 tổ chức tín dụng, đó là 4 ngân hàng cho mình lựa chọn: ngân hàng HD, FE, Home và ngân hàng Quân đội MB. Thì mỗi ngân hàng có một mức lãi suất khác nhau và độ tuổi luôn luôn và mặc định đó là 18 tuổi đủ tháng đủ ngày mình mới lên hồ sơ trả góp được nha các bạn. Cửa hàng của Liễu là ở siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hồi nãy Liễu cũng có nói rồi, nếu mà một số bạn nào ở Bình Dương á, thì có thể nói là ở đối diện FPT Shop hoặc là chợ Nhật Huy thì các bạn có thể biết. Còn những bạn nào ở xa mà không biết cửa hàng của Liễu ở đâu á, có thể tới là cổng số 2 của Huy Lê Đại Nam này, hoặc tới ngã tư Sở Sao, hoặc là tới cổng Mỹ Phước 3. Alo cả ngay cho Liễu theo số điện thoại hoặc là kèm Zalo nhé, 0383 835 066. Đó là số điện thoại và Zalo của Liễu luôn nhé. Các bạn các bạn Zalo với Liễu và nhắn tin qua cho Liễu, Liễu sẽ trực tiếp tư vấn cho các bạn luôn ha, hoặc là gọi điện cho Liễu, Liễu sẽ tư vấn cho các bạn ha. Chúc cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Liễu và Hiếu Thành Phát trong thời gian qua. Ở đây là Liễu đang hình như clip nói là đây Liễu đang có một cuộc khảo sát, đó là muốn xin ý kiến của các bạn hoặc là một số câu hỏi mà các bạn đặt ra, Liễu sẽ làm một clip để giải đáp những cái câu hỏi của các bạn đó cho các bạn ha. Thì các bạn có thoải mái comment bên dưới đặt ra những câu hỏi này, Liễu sẽ lọc ra và sẽ làm một clip để giải đáp hoàn toàn tất cả những câu hỏi các bạn đưa ra ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip này của Liễu. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích thì cho Liễu một like và một subscribe với ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé.